Trước giờ thì em cũng quen được ba người. Em thì cũng bốn mối tình. Trời, em rất là nóng tính, cũng có cọc nữa. Mỗi người em thì được đơn giản chị, gửi 6 nút được chị. Phụ nữ là phải làm hết mọi cái việc nhà, như vậy thì em không thích. Hai bạn trẻ yên tâm, trên sóng truyền hình có hàng triệu người đang theo dõi. Tất cả chúng ta đều có cơ hội bấm nút cho chàng trai và cô gái ở đây. Còn bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Và xin mời bạn nữ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ, em là tên Nguyễn Nhân Trí, đến từ Long An. Dạ, năm nay 34 tuổi. Em nhà em cũng làm chăn nuôi, trâu, nuôi bò. Nuôi gà với lại xả lúa kia đó. Giờ là chuyển qua nuôi sâu rồi anh. Nuôi gì? Sâu gạo á. Sâu gạo là sao? Con sâu đó cung cấp cho mấy cái nhà hàng thành phố xuống dưới cũng mua. Mình chiên xào rồi ăn ngon lắm. Ăn sâu á hả? Dạ. Ủa, chưa bao giờ thấy con sâu đó ta. Lạ lắm à. Dạ, xin mời chị giới thiệu về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư, em xin chào anh Quyền Linh. Chào và em. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Châu Mỹ Linh, em đang sống và làm việc ở quận 7. Nghề của em là giáo viên mầm non à. Dạ. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Cần Giờ đó anh. À, bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho bạn Linh bên kia đi Trí. Như điểm mạnh của em là biết làm nhiều chuyện như việc nhà rồi anh. Điểm yếu của em là giờ em vẫn đang còn đeo thuốc rồi. Nhiều không? Hút ngày chắc cũng được gói. Bỏ được không? Bỏ cũng được. Ngại trước nói chuyện với đám đông cũng rất là ngại. Rất là lo, sợ nói đám đông đúng không? Đúng rồi. Bên đàn gái nè. Tính của em thì hoạt bát, vui vẻ, nhưng mà cũng có nhiều khi em cũng hơi ít nói một tí. Còn cái còn khuyết điểm của em thì gọi là em rất là nóng tính, cũng có cọc nữa. Trời ơi, có quýnh ai bao giờ chưa? Dạ, chỉ có là muốn quýnh thôi chứ chưa quýnh anh ạ. Muốn quýnh hả? Dạy mầm non mà em nóng tính, em cọc tính là mệt lắm á. Linh trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trước giờ thì em cũng quen được ba người, cũng quen. Rồi cũng do nhiều yếu tố cho nên cũng chia tay. Phần lớn là em cảm thấy là không an toàn. Em quen bạn đó thì em cảm thấy là bạn có cái sự thay đổi. Mình cũng cảm thấy lo. Cho nên em nghĩ tốt nhất là mình dừng lại. Đa nghi quá ha. Bây giờ bạn trai cho bên kia biết là mình có mấy mối tình rồi. Em thì cũng bốn mối tình. Trời. Ba mối tình kia thì cũng như em cũng nhát lắm. Cũng quen thời gian xong cái không dám cầu hôn á. Cái bị người ta cầu hôn trước, cái người ta kết hôn luôn. Cái mối tình sau cùng thì cũng quen nhau thời gian rồi, cái bạn kia thay đổi rồi, cái em thấy vậy em rút lui luôn. Quen tao mình không nói là cầu hôn với người ta. Chưa kịp nói là cái người khác lại nói trước cầu hôn kết hôn luôn. Trời, trời ơi, cái gì mà quen bao lâu mà chưa kịp nói. 6-7 tháng. Thiệt đau lòng. Sao khi chia tay có nhớ không? Có. Buồn không? Buồn. Có khóc không? Có. Chào anh. Dạ, chào chị. Vậy trước khi mình làm công việc chăn nuôi mình có làm gì khác không? Lúc trước em cũng đi Nhật 3 năm hợp tác, bên Nhật 3 năm rồi em về rồi cái em làm thợ hàng á. Rồi biết nói tiếng Nhật không anh? Vô mua rau hay mua gạo hay đính tiền này kia nọ là nói chung chào hỏi thì đó là được. Còn vô mua rau cái, vô gặp anh Linh mua rau. Ok. Dạ qua cho ký. Nói câu tiếng Nhật nghe chơi. Nói tiếng Nhật thôi. Ừ, nói đây nè, đây người Nhật nè. Nói Linh. Ok. Yamaha Yawasaki Hajime Masate Watashi wa Tishan Dead Kyo wa San Yuyon Sai Dead Long An Kada Kibata Dojo Yusuke Onegashimasu. Ok, arigato, sit down please. Dịch không hiểu, ở đây hai MC không ai hiểu. Em nói em thì tinh trí, năm nay 34 tuổi, đến từ Long An. Mong được sự giúp đỡ của mọi người. Trời, hay quá, dễ thương. Cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là cái gì? Mẫu người em thì được đơn giản chị, gửi 6 nút được chị. 6 nút là sao con gái mà tính bằng nút hả? Anh mấy nút? Đừng nói mù nha. Anh Linh thì 8 nút rồi. Ôi con kìa. Ghê. Đây. Em mấy nút? Đừng quắc nha. Chị 9 nút. Trời ơi. Ôi, 9 nút, con nút có tiền. Chọc ghẹo anh thôi, nhưng mà thực sự là nói một cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là như thế nào? Biết lo cho gia đình rồi. Dạ. Với cái cao là chừng mét mét rưỡi tới mét bảy rồi. Anh mét mấy?
1m69. 1m69 rồi lấy vợ 1m7. Rồi làm cô dâu quất đôi guốc lên một tấc nữa là 1m8 là bỏ xa anh luôn đó anh. Hả? À, đàn trai tôi dễ thương không, lắm không, rất là dễ thương. Trời. Nãy giờ Thương nói chuyện nó lên, tôi thấy anh này rất là dễ thương, rất là chân thành, hóm hỉnh, vui đúng tính rồi. Nữa. À, xin chào em. Em chào anh ạ. Người cùng tên. Dạ đúng rồi, Linh Linh. Ai Linh cũng dễ thương lắm. Ừ. Em là này, em ở quận 7 đúng không? Dạ. À, anh này ở Long An. Khi mà lấy nhau chắc mình về quê đúng không Trí? Dạ. Hồi nãy em nghe nói nuôi sâu em thấy sợ sợ quá anh. Thiệt, anh chưa về chưa, tôi thấy con sâu mà đem đi xào với luộc rồi ăn hết trơn. Để em chắc em đi về để em học hỏi cái cách nuôi sâu coi à, làm sao. Đúng rồi. À, như vậy là em có quan trọng cái chuyện làm dâu hay không không? Dạ em thì em nghĩ vấn đề đó không quan trọng lắm. Không. Em thích một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cỡ như anh Quyền Linh cũng được ạ. À. Trời điều, ơi, thì không dám phải nuôi sâu. Điều gì mà Linh không thích ở người đàn ông? Điều em không thích ở người đàn ông là có tính gia trưởng. Ừ. Em thấy bây giờ có nhiều người là phân chia công việc như là phụ nữ là phải làm hết mọi cái việc nhà, như vậy thì em không thích. Em nghe nè, tới giờ về mình làm gì với vợ? Vợ làm gì em cho vợ làm đó, chứ em không có cấm cản gì hết vậy. Rồi vợ không làm mình có làm không? Không, vợ không làm thì em làm chứ. Thấy chưa? Đây trai rất là gọi là chất phát thật thà. Anh thấy là anh này hiền đó. Mà em cũng thấy nãy giờ anh nói chuyện anh hiền thiệt. Hiền lắm, hiền dạ. Không à. Bây giờ có gì đó chuẩn bị đám cưới rồi. Nhật 3 năm thì cũng như giúp đỉnh gửi mẹ để làm giống như cái... Lấy vợ về, có kêu mẹ đưa tiền lại đưa cho vợ không? Lúc đó đám cưới là mẹ cho chứ không có cần đòi hết à. Mẹ tự mẹ cho. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nha. Linh tới đây, Linh đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Chào Quyền Linh, dạ. Xin chào Nam dạ. Thư. Theo cô thấy thì cái cậu này thì chất phác, thì thấy người rất là thật thà. Nhưng mà cô nói trước là trong đời cô chỉ có một mình nó là một đứa con thôi. Và cuộc sống chỉ có hai mẹ con thôi. Cái suy nghĩ của cô á, muốn con của cô lập gia đình nhưng mà không muốn đi xa. Trẻ em nó nhờ người lớn, người già nó nhờ người trẻ. Thì khi con nó đã đi về quê chồng rồi thì mẹ như thế nào đây? Cô ở Cần Giờ. Cần Giờ. Cuối tuần là con Linh nó về nhà với cô một ngày. Long An là em ở đâu? Quyền nào? Em ở huyện Đức Hòa. Đức Hòa. Ồ, vậy là gần. Vậy cái tuổi của cô nay đã 60 rồi. Dạ. Không còn cái sức khỏe như hồi mà còn trẻ nữa. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Anh Trí ơi. Dạ. Chắc là nay đi với mẹ đúng không? Dạ, đi với mẹ chị. Thì cô cũng thấy bạn cháu gái bên đây thì thấy cũng dễ thương, hiền. Thì cô cũng mong hai đứa cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, để tiến tới hôn nhân. Dạ. Nếu mà ở bên nào thì cô cũng đồng ý, bên nào làm ăn được thì cô cũng đồng ý. Trời ơi, dễ vậy quá. Vậy. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó, bắt đầu đi Trí. Muốn quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh ơi, mình trở về tuổi thơ thì mình nói chuyện theo kiểu này đi anh. Điện thoại dây nha anh. Bây giờ anh nghe đi, anh nghe em nói, anh nghe. Anh có thể cho em biết là anh cảm thấy về em như thế nào à? Anh cảm thấy em cũng dễ thương, hiền, cũng xinh. Ok, cũng được. Coi bộ cực quá ha. Chi nó mệt rồi trời, ngồi sát bên. Không phải anh dạy cho nó lạ. Nhìn Linh rồi thấy mấy nút? Có 11 nút rồi. 11 nút? Là bầu rồi đó hả? Bây giờ em cầm cái micro đó em hát cho cổ nghe đi. Anh hát, đầu hát anh đi, anh hát đi em nghe. Em chưa chồng anh cũng chưa, anh chưa có đón dâu lần nào. Nay chi hồng đa xe duyên cho đôi lứa chúng ta gặp nhau. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Yeah. Ơi, cảm ơn cái trò chơi này cũng rất là vui ha. Ủa còn nữa, còn hát nữa không? Hát bài hát nữa nha. Hát bài chứ, cầm cái video đó hát đi. Đúng rồi. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời như mơ. Lấy anh đi, lấy anh đi, lấy anh đi cuộc đời vui hơn. Thôi được rồi anh ơi. Vừa đó là đó hả? Hết nhớ rồi, thấy bạn rồi cái em chữ bài hát bay mới hết rồi. Cắt hai cái dây đi. Anh cũng đang lên tính lấy. Tặng về đó gắn cho con trâu một cái, mình một cái. Anh giữ làm kỷ niệm nha anh. Em cảm nhận anh sao? Em thấy anh hiền, dễ thương. Nói chung là rất là thật thà, vui nữa.
anh cũng bù được cái khuyết điểm của em là em không có hát được, anh hát giỏi điếp chế nhạc nữa. Vậy là tại ở đây hát không được chứ nha, anh hát cũng tầm tạp cũng ổn. Em thời gian rảnh thì em rảnh ngày nào? Em là hả, thứ bảy chủ nhật em rảnh, tối em cũng rảnh, nói chung là ngày nào em cũng rảnh, chỉ có buổi sáng trong ngày trong tuần là em đi làm thôi. Thế anh cũng vậy giờ hả, anh cũng rảnh cái gì em vậy đó, muốn hẹn hò bây giờ lúc nào cũng được thôi. Vậy thì anh quyết định đi, anh quyết định đi, anh đưa giá ngày nào đấy. Quyết định một tuần gặp mấy cổ mấy lần. Chứ bây giờ không lẽ anh nói là em hẹn anh ngày nào, đúng không anh Quyền Linh? Đúng rồi, theo em thì một tuần em lên thăm cổ mấy lần? Tuần có thể 8 lần vậy. Tuần có 7 ngày lên 8 lần. Ngày nào anh lên 2 lần. Dễ thương quá à. À, bây giờ mày nói với cổ đi. Anh hỏi đi em trả lời. Ừ, hỏi em thấy anh em có rung động gì không? Em thấy anh có, tim anh có rung xíu nào. Em nói là thấy anh dễ thương. Cái ưu điểm của anh là rất là thật thà. Tim em có thấy, cảm thấy rung xíu nào không? Có thích nào không? Nhìn anh là dễ mến, dễ thương. Vậy thì em hỏi lại, giờ anh đang có cảm xúc gì không? Thấy cũng tim cũng nãy giờ cũng rung. Em, anh nãy giờ giữ lại chứ không rớt ra ngoài nè. Em rờ bây giờ cái biết em biết rung mạnh không nhỉ? Qua rờ liền, qua thử coi. Ở đâu anh tim nằm đây hả đây? Em cũng biết nhà tim bây giờ không biết nằm đâu luôn nữa. Nằm đây nè. Nó chạy từ bên này qua bên đây rồi hả? Đây là bên phải, tim nằm bên trái mà. Đây hả? Em chưa nghe gì á. Đập quá rồi chắc hết đập luôn à. Giờ nếu mà hai bên gây nhau thì ai sẽ là người xin lỗi trước? Ví dụ em sai đi, nhưng mà chuyện nhỏ nhỏ quá thì anh chấp nhận xin lỗi đúng bình thường. Nhưng mà tính em ngang lắm. Lỡ mà em có sai đi nữa em cũng không chịu xin lỗi thì anh giải quyết làm sao? Thì anh xin lỗi ngược lại em. Tức là cái, ví dụ như cái chuyện nhỏ hờn vu vơ đi, không quan trọng ai xin lỗi, anh xin lỗi trước cũng được ha. Anh đố em dám nói, điến tới nói em làm vợ anh đi. Bản lĩnh đàn ông đâu? Lớn lên. Em làm vợ anh đi. Em làm vợ anh đi. Em làm vợ anh đi. Mà dễ thương quá à. Hãy để tay vào nút bấm. Chúng ta thấy rằng đây là một nửa yêu thương của mình thì bắt đầu mới bấm. Còn không phải thì không bấm. Chúng ta sẽ để cơ hội đó cho nhiều người nữa nha các bạn nha. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Anh rất lo. Tại sao cô giáo bấm chậm vậy? Chắc tại em run. Rồi nắm tay đi. Và một nụ hôn. Mời bạn trai. Dễ thương lắm. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex và một phiếu mua hàng giảm giá 50% khi mua sản phẩm nệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, nệm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da X2 gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu từ Malaysia và bình nước nóng Atlantic Fast nhập khẩu từ Thái Lan. Bảo hành đổi mới trong năm đầu, tổng trị giá 7 triệu đồng. Đây là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6 triệu 900 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Chiếc TV này thuộc về anh chị nếu như anh chị kết hôn với nhau. Rồi, cảm ơn các bạn. Nào, chào bạn gái đi. Đi trước đi.